Đây là nồi hâm cháo. Mình mua ở trên mạng. Một phẩy năm lít. Nồi này nấu cháo cho trẻ con. Đây, mình đã thử thử nấu cháo. Đây. Nấu cháo rất là ngon nhé. Có ba chức năng. Chức năng đầu tiên là nấu chậm này, nấu nhanh này và hâm nóng này. Cái này thì mọi người nên mua nhé, vì xài rất là tốt.